À, dâu em mình trồng các bạn nha, rất là tốt luôn, miền Tây rất là nóng, trồng rất là tốt đây, rễ luôn nè. Đây. Ủa, đây nữa, Đây là bạch tuyết, mạch tuyết hả? dâu bạch tuyết À, nó mấy mấy loại em, mấy giống, nhiều lắm anh, khoảng 7 loại. 7 loại luôn hả? Ồ, đây là cách mà em nó nhân cái giống này các bạn. À, cái nhánh nè, cái nhánh này mình cho cái nó thấm như thế này nước nè. Nó lên cây con. Còn cái này là Hana, Nè cái loại này nè, loại này là Hana nè, nè. Nó có dinh dưỡng hay là cái màu trái nó cái khác trái nó khác nhau? nè, chất lượng và tùy theo cái điều kiện sống của nó nữa. Là mình làm cái dạng lưới, lưới trên. Mình phải có cái dàn lưới chứ, dàn lưới cách nhiệt chứ, tại vì miền Nam mình nóng lắm. Còn cái này là nhiệt lùng, Lùng. Ủa là em phun sương nước làm sao, tính làm sao kiểu giống như mình chỉ tưới bình thường ta? thôi, mình tưới cho nó ướt lá thôi, miễn sao cái bề mặt này mình giữ Đây. ẩm cho nó tốt là được. Nhân giống Anh đây nữa cũng nè. đang lấy ngó đó, Vậy hiện tại em đang trồng ba giống hả? ba giống mà em thấy hết chỗ rồi, em không trồng thêm nữa. Ủa, mấy mấy cái này với này là cái gì em? Đó là nhược lùng nữa đó anh, À, mà nhưng nó nhiệt luôn. bự quá, nó ở cái chậu cũng vừa nên hạ xuống dưới luôn á, Khô. trái dữ lắm, trái luôn á. Nhược À. lùng, nhược lùng tại vì nhược lùng là nó thích hợp với khí hậu miền Nam mình á. Đây là trái em đó. Khoảng mùa hay là bao bao lâu mới thu Không, hoạch nó được ta? cứ mặc định là nó ra liên tục ra, nó em không biết em trồng cây này nó ra liên tục, như trái này to hơn nè, Đấy. trái này to hơn, nó cứ ra liên tục à, ra hoa này. Cái này là hoa nè, Cái dưới đây cà cái gì đó không? là cà chua bi. Cà chua bi. Cà chua bi anh cũng thích ăn lắm mà. Cái bữa đợt anh đi vô cái vườn cà chua ở bên Long Xuyên á, rồi ăn đã luôn. Cà chua bi con không à, em mới trồng đậu em cũng chưa biết nữa. Coi coi mấy cái lan này. Đấy Hồ điệp đột là biến, hồ điệp á em. hồ điệp đột biến, Bên 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 kia cũng là hồ điệp luôn rồi, cái tím mình đó đó. cái này cũng là hồ điệp, hồ điệp thường nó không có đột biến. Màu cũng đẹp lắm nha. Ngọc điểm đang ra hoa nữa nè, Đây. Này, đây ngọc điểm các bạn nha. thấy ta. Giò ngọc điển này nghe hoa. Nếu mà cái này là bán, cái chậu này bán ra tầm mấy triệu mà. Em không Nếu không không nếu định giá được nha, nghĩ là chắc tầm 1 triệu thì chắc có người hốt liền rồi à. chứ. Nó to vậy hả? Ghế ghế rất là tốt Có rồi. khi nó dư quá em lại cắt bớt á. Còn lan này lan gì em? Còn cái này là trầm gồng đỏ, nhưng mà chưa bao giờ có hoa, trồng đó giờ ra được có hoa. Cái loại này khó ra hoa quá. Cái Mãn thiên này hồng, hả? mãn thiên hồng, Mãn thiên hồng. hồ điệp mãn thiên hồng Đây là hay là cái có gì hoa đó ta, nhất điểm hồng, ủa mãn thiên hồng đúng rồi, nè. hồ Mãn điệp thiên mãn hồng. thiên hồng cây con. Em mình cũng có cái tay trồng ghê các bạn ha. Cái này lan nữa gì em? Thật qua cây đó cũng khó có bông quá nên em trồng em thấy nản quá, nó cứ ra rồi nó tàn, nó ra nó tàn, nó ra lá nó tàn chứ nó không bông. Ơi, từ từ. 3 năm rồi đó, Anh nhập lan lên khoái anh chụp à. Anh chụp anh quay em à. chụp khá đẹp luôn. Tối mà được gì là sắc nét lắm rồi. Ớt luôn nè. Ôi. Ớt này ớt gì em? Ớt sừng trâu ớt gì vậy? Châu Hả? ăn bỏ hộp đại tự lên, không có tự chế gì hết. Anh ở đây mà anh ở gần gần cho nó giống là như hiện tại cà chua bi mà dư nhiều quá em không có chỗ trồng, Em không có chỗ trồng hết hết đó. Chú Huy cũng dễ dễ mọc ha. nhiều lắm anh, một bịch hạt giống nó có 8.000, một bịch có trời, không có chỗ trồng, chỉ có một số chỗ thì nó ra hết, nó lớn vậy đó, còn cái nào không ra thì nó vẫn nhỏ. Để nào mà nó có trái á, cái này có trái em quay clip mình gửi anh.